Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum, phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum. Trong trang địa phương kỳ này, chúng tôi có phóng sự đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ vị trí vai trò công tác đào tạo nghề cho lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, thành phố Kon Tum tập trung từng bước triển khai đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn. Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Cơ Tu, xã Đắc Rơ Ba, thành phố Kon Tum được bà con trong thôn ai cũng phấn khởi hưởng ứng tích cực. Niềm vui được nhân lên đó là vào cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Kon Cơ Tu chính thức là làng du lịch cộng đồng. Để tạo ấn tượng và điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến tham quan trải nghiệm lưu trú tại làng, chị Thoang đã đi đầu xây dựng homestay Hơ Nam Gia, không chỉ tìm tòi học hỏi cách làm các món ăn truyền thống của dân tộc Ba Na, chị còn đăng ký tham gia tập huấn kỹ thuật chế biến các món ăn, cách làm rượu cần, từ đó trang bị cho bản thân những kiến thức để làm ra những ghẻ rượu thơm ngon, thu hút khách gần xa. Dạ, hôm nay em cùng nấu loại nếp cẩm với lại gạo lứt nên nhiều du khách đến đây là họ rất là thích uống, họ khen ngon và là dễ uống, nên do đó việc mở cái lớp học nghề chế biến rượu cần ở trong làng là rất là đúng và tốt để bà con ở trong làng nâng cao thêm kiến thức tay nghề nấu rượu cần, từ đó để bán cho những du khách mà có nhu cầu muốn uống và trải nghiệm thử cái rượu cần. Năm 2019, anh Nguyễn Thế Vinh mạnh dạn mở homestay Nắng Nghiêng. Ban đầu rất khó khăn do trúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên không có khách tới lưu trú. Anh tiếp tục tìm tòi, dần hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng thời tham gia tập huấn nghề dịch vụ nhà hàng, nên bản thân đã có những kiến thức cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến trải nghiệm, nghỉ ngơi ở homestay của mình. Tham gia về cái lớp tập huấn bên du lịch đó thì mình cũng hiểu ra một số vấn đề là làm du lịch ở bên này thì phải tìm hiểu về các cái văn hóa bản địa bên này để mình giới thiệu cho khách. Và kết hợp với người dân địa phương ở đây về những cái, dù như các sản phẩm về cái của địa phương, mình cũng đem về một số cái giống như là đan lát hay là thổ cẩm gì đó để mình giới thiệu cho khách. Cũng như bao cô gái Ba Na, khi lớn lên được bà và mẹ truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, bà Izin ở thôn Con Cơ Lo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum cũng được truyền dạy nghề truyền thống này. Từ khi còn nhỏ, bà được mẹ chỉ dạy cho cách dệt thổ cẩm, nhưng lâu ngày không dệt nên đã quên. Khi thành phố tổ chức mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, bà phấn khởi đăng ký tham gia. Được học lại nghề, bà Izin rất thích. Sau khóa học, bà biết dệt thành thạo, tham gia tổ hợp tác dệt thổ cẩm ở địa phương. Từ đó đã tạo thu nhập hàng tháng cho bản thân và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Học mấy tháng luôn à, mới được một tâm như này. Biết đây này nhỏ mà, ít to mình không biết gì, biết ít thế này mà. Trong nhà xài mới đứa nhỏ mà con gái không mà. Lấy không kiêng hay lấy cái gì đó, cho hay thuê hay cho bán luôn có, thuê cũng có. Để công tác đào tạo nghề đạt kết quả, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập, nâng cao trình độ sản xuất, mở rộng ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường. Từ khi mình học cạo nghề cao su thì mình cũng đã biết cạo, học tập, nghĩa là mình làm khoáng cho người ta nữa, mình thu nhập cũng ổn định rồi. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã mở 16 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho gần 500 học viên. Sau khóa học, học viên đã nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận và vận dụng kiến thức đã học tập để áp dụng vào thực tế,
tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Điều này góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đối với cái nghề nông nghiệp á, là chăm sóc một con sâu thì người dân á, thì cũng giúp cho họ được là không có cái vườn cây của gia đình thì họ đã lấy làm thuê mà mướn cạo mũ cho những cái hộ gia đình khác có cây cao su, thì từ đó là đem tới cái thu nhập cho cái người dân lao động, thì ngày là một là thấy là cũng có cái phát triển hơn mà đem lại cái thu nhập và cho kinh tế hộ gia đình. Ủy ban dân xã đã định hướng cho nhân dân, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký nhu cầu học chế biến rượu cần. Thì qua lớp học chế biến rượu cần đã giúp cho bà con nhân dân biết được cách làm rượu cần để phục vụ cho gia đình, cho cộng đồng ở trong thôn và có thể bán cho khách du lịch để tạo thêm thu nhập cho người dân. Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề được minh chứng đó là trong thời gian qua, nhiều lao động đã có việc làm ổn định cuộc sống. Từ chỗ phải tìm kiếm các lớp học nghề, thì nay người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu cá nhân, có cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Một trong những tín hiệu vui đối với người lao động sau đào tạo đó là hiện nay, chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè, Công ty Cổ phần Xí nghiệp May Kon Tum đã phối hợp với các xã phường trên địa bàn thành phố, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát nhu cầu lao động và tổ chức đào tạo nghề. Học viên sau khi được đào tạo đều được xí nghiệp may nhận vào làm việc với thu nhập ổn định. Thông tin chúng tôi đưa ra khi mà làm việc với ban thành phố về cái thu nhập đối với lao động mới vào, thì ngay cái cuộc họp đó chúng tôi có đưa ra cái mức thu nhập là khoảng 4,5 triệu, nhưng thực tế thì chúng ta trong cái điều kiện sản xuất nó cũng được thuận lợi, cho nên là thực tế thì cái thu nhập của người lao động tốt hơn. Lao động luôn là cái tài sản quý giá nhất của đơn vị. Quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo đơn vị và chúng ta phải hướng tới để giải quyết đó. Điều đặc biệt trong công tác đào tạo nghề, thời gian qua, thành phố Kon Tum luôn chú trọng triển khai thực hiện dạy nghề và tạo việc làm cho các đối tượng lao động nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định. Phòng Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó tập trung vận động đào tạo nghề cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và những cái hộ mà có đất bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án trên địa bàn, với mục tiêu là góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, trong thời gian tới, thành phố Kon Tum tập trung đổi mới chương trình đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tiễn của xã hội, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tiếp nhận người lao động sau đào tạo, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm do người lao động làm ra sau học nghề. Trang địa phương kỳ này của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.